Xin chào các bạn đến với kênh cây giống Tam Đảo. Hôm nay mình quay cho các bạn cái cây trà hoa vàng, trà hoa vàng Hải Hà các bạn nhé. Thì cũng như nhiều video khác thì bên mình đã quay cho các bạn, nó là cây trà hoa vàng này thì ở Tam Đảo có rất nhiều loài. Đấy. Và hôm nay mình giới thiệu thêm một cho các bạn nữa là một cái cây giống trà hoa vàng. Cây loại giống này thì nó không xuất phát ở Tam Đảo mà nó ở Quảng Ninh, nó ở Hải Hà Quảng Ninh các bạn nhé. Đấy. Thì cây giống trà hoa vàng Hải Hà Quảng Ninh thì nó có một cái đặc điểm nó rất là khác so với các loại trà khác, đó là cái sức sống của nó rất là mãnh liệt, nó chịu được khô hạn hơn, chịu được khô hạn hơn so với những các loại trà khác. Đấy. Và nó về các cái và cái lá của nó ấy, thì các bạn thấy là nó sẽ nhỏ hơn, nó nhỏ hơn. Đấy, và hoa của nó cũng sẽ là nhỏ hơn các bạn nhé. Ở đây mình sẽ quay trực tiếp một cái cây trà hoa vàng Hải Hà để các bạn xem. Đây, cái cây giống trà hoa vàng Hải Hà này thì cái lá của nó này, các bạn sẽ thấy này, đây ạ. Cái lá của nó có răng cưa nhé các bạn nhé, răng cưa này, răng cưa dày, rất là dày này. Đấy, đấy là đặc điểm nhận dạng của nó này. Đấy, dày này. Đấy, đây mặt trên của nó này, đây mặt trên của nó đây. Đấy. Và dưới này, dưới thì nó nhạt hơn và có gân nhá. Gân này. Đấy, dạ. Khi búp lá non mới lên màu tím sậm. Màu tím sậm và cũng có răng cưa rất là dày. Răng cưa rất là dày nhá các bạn nhá. Đấy. Chạ, răng cưa rất là dày. Đây là cách phân biệt. Đấy ạ. Đấy, lá nhỏ này. Đấy. Đấy ạ. Lá nhỏ dày hơn. Đối với loại Hakoda hay là những loại khác thì lá nó to hơn, đúng không ạ? Đấy. Thân cây này, thân cây ở đây các bạn thấy là nhìn nó rất là chắc khỏe nhá. Rất là chắc khỏe luôn. Đấy, và đây là ươm từ hạt này các bạn này. Đấy, ươm từ hạt một cây nó rất là cái thân cây bạn thấy là tuy nó còn nhỏ, nó khoảng được 20 phân thôi. Hơn 20 phân tí, nhưng mà nó rất là chắc, nhìn nó chắc khỏe. Đấy, đấy các bạn thấy này. Đấy. Đấy, đấy. Thì đây là cái khu bên mình ươm cái giống Hải Hà. Giống Hải Hà nhé các bạn nhé. Đấy, giống Hải Hà lên bây giờ lên rất đẹp, nó khoảng 20 phân đang chuẩn bị bán cho bà con được rồi. Đấy, đây là mà 30 cây Hải Hà đã chọn sẵn. Đã chọn sẵn toàn những cây to đẹp, thân to đẹp. Một khách hàng ở Điện Biên hôm nay đấy, khách hàng Điện Biên và xuống bên mình để lấy. Đấy. Này, thân các bạn thấy này. Đây hạt của nó đây này. Đây hạt đây. Đấy, đây là hạt nhá. Đây hạt này. Đấy mà mới được 2 phân mà thân rất là to, đẹp, khỏe. Đấy chưa chưa. Đấy. Đây đang có búp lên này. Đấy, đang búp lên. Cây rất là tuyệt vời và đẹp các bạn nhé. Đấy. Đây là luống Hải Hà này. Trà Hải Hà các bạn ạ. Ươm hạt nhé. Đây là trà Hải Hà ươm hạt các bạn ạ. Đấy. Cái cây này thì như các bạn đã biết thì giá trị kinh tế của cây trà hoa vàng rất là cao. Nó có nhiều cái tác dụng tốt cho u bế ung thư, bệnh về gan này. Đấy. Rồi là tiêu viêm giải độc. Đấy. Rồi là giải nhiệt. Hiện nay trên thị trường thì cái cây thì cái trà hoa vàng này thì nó rơi vào khoảng là 1 triệu 8 đến 2 triệu 4 một cái một lạng hoa trà hoa vàng các bạn nhá. Đã đóng hộp. Đấy. Đấy được chưa? Đấy bên ngoài thị trường chúng ta. Đấy. Thì đối với lại bên trung tâm mình thì hiện nay thì đang có khoảng nói chung là có khá là nhiều về cây giống trà hoa vàng, có đầy đủ các loại như là Hakoda, Fanny, Ba Trẻ Quảng Ninh, Hải Hà, rất nhiều loại trà hoa vàng. Đấy, các bạn có nhu cầu mua các loại giống cây về trà hoa vàng hãy liên hệ với bên mình nhé. Đấy, đây. Đây là hai cái luống nhá. Đây mình quay tiếp này. Đây bên này. Bên này thì nó mới lên. Đấy bên này mới lên. Đấy. Mới lên này. Nhìn nó đang vàng mới lên, nó chưa không được đẹp. Nhưng bên kia thì đây, luống bên cạnh nữa này. Rất là đẹp này. Đấy, được chưa? Đấy, kia là mấy bác nhà mình đang làm cỏ.
đang làm cỏ. Đấy, được chưa? Đấy, rồi. Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cây giống cái giống trà hoa vàng hải hà nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.